Cầu nguyện cho bệnh nhân. Chủ đề: Chúa chữa một người bị thần ô uế nhập. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin bình an của Chúa phục sinh luôn ở với mọi người trong nhà này và cách riêng ở cùng bệnh nhân đây. Amen. Khi giải thoát một số người khỏi những sự dữ đời này như đói khát, bất công, bệnh tật và cái chết, Chúa Giêsu đã thực hiện các dấu chỉ người là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, người không đến để loại trừ mọi điều xấu khỏi trần gian này, nhưng để giải thoát con người khỏi ách nô lệ nặng nề nhất, là ách nô lệ của tội lỗi. Thứ ách nô lệ này ngăn cản họ trong ơn gọi của họ là làm con cái Thiên Chúa và gây ra mọi hình thức nô lệ giữa con người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco đoạn 1 từ câu 21 đến 28. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Truyền dù thần giữ cũng phải lối xa, lời Chúa rao giảng không như lời kinh sư luật sĩ. Lời Ngài quyền năng, lời cứu thoát nhân loại khôn ngoan. Con nghe bao lời của người thế mong manh lầm lạc, một đời ngược xuôi xây hạnh phúc xây trên nền cát. Lời người trần gian nghe thoáng qua như làn gió bay, chỉ có lời Ngài cho đời con ân phúc tràn đầy. Chúa đầy quyền năng trong lời nói của Ngài, lời Ngài phán truyền dù thần giữ cũng phải lối xa, lời Chúa rao giảng không như lời kinh sư luật sĩ. Lời Ngài quyền năng, lời cứu thoát nhân loại khôn ngoan. Con không uy quyền vì con nói nhưng không phục.
thực hiện. Quyền lực quỷ ma luôn dìm đắm con trong tội lỗi, nguyện cầu Ngài ban cho thế gian muôn lời ôi a, lời xóa tội đời cho trần gian chân lý rạng ngời. Cho con được quyền năng Chúa khi loan tin mừng, để từng lời con mang hạnh phúc cho người trần thế. Lời nguyện truyền ban con khắc ghi trung thành sớm hôm, quyền uy của Ngài con tựa nương trong suốt cuộc đời. Thần giữ cũng phải lối xa, lời Chúa giao giảng không như lời kinh sư luật sĩ. Lời Ngài quyền năng, lời cứu thoát nhân loại khôn cùng. Xin cho con được ở bên Chúa trong suốt cuộc đời, để được quyền năng như lời Chúa hôm nào đã phán: người nào mạnh tin Thiên Chúa ban sức mạnh thánh thiêng, được Chúa ở cùng thống trị trên mưu trước quỷ thần. Chúa đầy quyền năng trong lời nói của Ngài, lời Ngài phán truyền dù thần dữ cũng phải lối xa, lời Chúa giao giảng không như lời kinh sư luật sĩ. Lời Ngài quyền năng, lời cứu thoát nhân loại khôn. Giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Khi giảng dạy, các rabbi Do Thái phải dựa theo truyền thống cha ông, chứ không dám có ý kiến riêng. Còn Chúa Giêsu thì lấy chính sứ điệp của mình ra giảng dạy. Và Ngài dạy một cách xác tín trong tư cách là đấng Mêsia. Và cũng bằng quy quyền đặc biệt ấy, Đức Giêsu làm một hành động phi thường, là buộc quỷ xuất khỏi một người bị nó ám. Phản ứng của dân chúng, mọi người sửng sốt và bảo nhau thế nghĩa là gì? Họ hỏi nhau về nét mới mẻ trong lời giảng của Ngài và về uy quyền đặc biệt của Ngài trên cả tà thần. Câu hỏi này cũng tương đương với câu hỏi ông là ai, là câu hỏi sẽ được lặp đi lặp lại mãi trong các tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải tuyên xưng danh Ngài. Xin cho chúng con và người bệnh này cũng biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Xin quyền năng lời Chúa giải thoát chúng con và người bệnh này khỏi cám dỗ của ác thần, để tất cả chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi.
Xin Chúa nhâm lời chúng con. Giờ đây, để kết thúc, chúng ta cùng với người bệnh này lắng nghe bài hát Tận Hiến Cho Mẹ do Linh Mục Huyền Linh sáng tác và ca sĩ Hà Thanh Xuân trình bày, để xin mẹ giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng ma quỷ. Không sai. Trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Trinh trong nơi Chúa nghỉ an.